Thế về câu chuyện tình yêu của Ray nha, thì em có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà nói về có bao nhiêu mối tình thì thật sự là bây giờ em không đếm không xuể. Đếm không thể nào mà xuể được. Có bao giờ em quen thử con trai? Năm đó là em cũng học cấp 2, là hồi em 8, 9. Có một bạn nam ngồi kế em, thích em. Thì em nhân cái câu hỏi đó em ngồi suy nghĩ là mình nên thử kiểm tra lại cái giới tính của mình coi là mình có đi lệch hướng không, để mình biết mình còn chỉnh lại. Thì em cũng thử là bắt tay với bạn nói như là đi chơi, nói chuyện, đi ăn với nhau các thứ. Nhưng mà em nhận thấy là mặc dù đi gần một năm trời luôn, không thể nào cải thiện được cái mức tình cảm. Mà thậm chí còn tệ hơn là giống như là em cảm thấy là em cố ép bản thân, em không thể nào mà em có tình cảm với một bạn nam. Tại lúc đó là em mới chính thức là em hiểu được là mình giới tính mình là vậy rồi. Có rất là nhiều bạn nam đi theo đuổi em luôn, khoảng thời gian đó có rất là nhiều người luôn. Nhưng mà cỡ nào cũng vậy thôi, bao nhiêu cũng không bao giờ tới được. Tại vì mình thích nữ mà. Rồi cho anh hỏi là về câu chuyện mà em quen với các bạn nữ đi. Mối tình nào sâu đậm nhất? Mối tình sâu đậm nhất của em là một mối tình gần 2 năm mà cách đây cũng 1 năm rồi. Thì lúc đó là em học lớp 11, em có quen một chị sinh năm 98, là chị đó hơn 4 tuổi. Thì chị đó là em tập trên đội tuyển bóng rổ nữ quận 10. Thì năm đó là chị đó vừa bước vào quận. Cũng không biết tại sao lúc đó mình chọc quá. Bỏ quay lại mới tới, trời đứa nào vậy, tính tán trong cái rồi. Cái lúc đó mình có thiện cảm á. Tại vì bình thường gặp mấy bạn nữ mà mấy bạn dịu dàng, mấy bạn dịu dàng là em không thích. Em thích mấy bạn cá tính. Cá tính vậy. Cái xong về cũng kết bạn Facebook, cũng nhắn tin qua lại. Cái mình nghĩ là chắc mình ghẹo ba chơi chơi thôi, chứ mình không dính đâu. Ai về ba ghẹo lại mình dính luôn. Nghiệp. Nghiệp quật. Hai đứa cũng bắt đầu dây dưa được 2 tuần, tính là không tới với nhau rồi. Tại sao em? Tại vì thứ nhất là tập trung đội tuyển. Suy nghĩ nếu mà sau này say sát với nhau, có chuyện gì xong rồi bắt đầu mất tình đồng đội rồi, làm sao mà đánh với nhau được. Mà mình lỡ mình thích quá rồi. Thích dữ quá rồi. Thích dữ quá rồi. Tới luôn. Tới luôn. Bắt đầu là mình đô quả mà bắt đầu là mình đô quả mà bả cũng sợ là mình buồn á. Mình làm chuyện gì sai á, mình làm chuyện gì mà nó quá cái sức tưởng tượng đi. Cái bà cũng chấp nhận. Chị đó là cái thẳng, mình là cái công. Mà sau đấy quen kiểu cũng thấp thỏm tại vì không thể công khai được mối quan hệ này. Em chỉ công khai được cho về phía gia đình em, bạn bè xung quanh em. Và những ai mà chơi trong đội tuyển quận 10 thì mới biết được là em với chị đó có quen nhau. Tụi em quen nhau cho đến hồi em được 9 tháng. Thì đó là lần đầu tiên em mở cái lời chia tay với chị đó. Là quen được 9 tháng? 9 tháng thì bắt đầu lần đầu tiên em mở lời chia tay với chị đó. Lý do nào em? Trước đó thì chị đó có quen một cái anh nào đó được 3 năm á, thì bị cấm sừng. Xong chị đó sợ. Thì khi mà chị đó quen em á, em cảm nhận được cái sự vô tâm của chị đó. Rồi cái cũng buồn, không, em không có nói, em muốn nói ra mà em để nó dồn lại. Xong rồi tới hồi đó em đòi chia tay. Mà chia tay lại chia tay ngay cái lúc mà anh đi 9 tháng của hai đứa, mà bản thân em lại không nhận ra là hôm đó là anh đi luôn. Cái chị đó cũng thắc mắc. Tại vì đó giờ là chị đó luôn luôn là cái người nói lời chia tay đầu tiên. Mà một tháng chia tay chắc cũng 3-4 lần là em níu hết. Cái bắt đầu vậy đó. Lần đầu tiên bảo thấy Ray rồi chia tay vậy, mình mới lấy cái lý do là cần có cái thời gian thêm để suy nghĩ về con, do việc học và bị áp lực chuyện gia đình này nọ. Thì chị đó cũng thôi thì mình tạm dừng. Tạm dừng, nhưng mà Tết bắt đầu chị đã nhắn tin lại. Chị nhắn tin lại xong hai đứa dây dưa cũng quay lại nào cũng không hay. Không ai nói một lời quay lại, xong rồi quay lại nào cũng không hay. Mãi cho tới khi gần cuối 2020 là bắt đầu tụi em say sát với nhau. Kiểu tại vì đội tuyển nữ bóng rổ tụi em là có một bạn chuẩn bị đi du học, thì lúc đó là cả đội sẽ đi qua nhà bạn nó tổ chức tiệc. Thì lúc đó là ngủ lại hai đêm, có bữa ngủ lại đêm này, xong rồi tuần sau ngủ lại thêm một đêm nữa. Tuần thứ nhất thì đi được, mà tuần thứ hai là chị đó vướng công việc, chị gia đình không cho đi. Lúc đó là chơi được tới 11 giờ đêm á, thì em nói thôi để trở về, mình không có sự tin tưởng ở bất cứ người nào xung quanh chị đó để mà mình giao cho người ta mình trở về. Ở nhà rất là xa mà đường rất là vắng, đường lớn nữa. Lúc đó là hai đứa có cãi nhau vì cái chuyện là chị đó muốn là cho chị đó về rồi, tại em cũng phải đi về luôn. Em không được ngủ lại. Mà ban đầu là trước khi đi á, em nói là có muốn em về không? Thì em bảo là không. Em phải ở lại chơi với mọi người, tại vì cái bạn đồng đội đó là một người rất là quan trọng với tụi em. Thôi thì cũng đâu nói gì hết. Tự nhiên cái tới cuối giờ cái bắt em về. Em bảo không. Nói với mọi người như vậy rồi mình không thể nào mà mình lật ngược lại được. Cái bắt đầu hai đứa nghị luận. Vậy thôi ban đầu đừng trở về, không thấy phiền hả? Em nói không, nếu mà ngay từ đầu anh thấy em phiền, anh đã không qua đón em rồi. Và anh không chủ động đưa em về. Xong cái hai đứa gây lộn lớn á, cũng chở bà nó về đó. Em lại chạy ngược lên, em chơi với mọi người. Thì đến khi mà em chạy lên trên đó, em chị đã hỏi em một câu: đang đâu vậy? Em nói đang đây chơi với mọi người. Cái chị đó lóc luôn. Sao kỳ cục vậy? Kiểu em bị hoang mang tột độ á, em không thể nào em hiểu được. Như là mình đã nói trước rồi mà còn vậy. Em cũng thôi mình lo mình chơi với mọi người đã. Bà lóc em chắc cũng gần 3 ngày á. Rồi bà mở ra, cái mình nhắn tin với bà. Bà không thèm bà bơ mình luôn. Tối đó mình nhớ quá rồi, chịu không nổi. Mình gọi cho bà, gọi liên tục gọi không bắt máy, cứ thấy là tắt máy. Gọi tới cục gần thứ 30 mấy, chị đã bóc máy là chị nói một câu: mày có thấy mày phiền không? Tao đang đi làm đó.
mày rất là phiền luôn đó, đừng gọi cho tao nữa. Là từ cái khúc đó là mình cúp máy, không bao giờ em liên lạc với chị đó nữa. Mặc dù là Facebook vẫn để bạn bè nha, nhưng mà không bao giờ em nhắn tin hỏi han chị đó bất kỳ cái gì nữa. Sau đó thì chị đó cũng tầm chắc nửa tháng sau chị đó cũng bắt đầu nhắn tin xin lỗi. Xong hai đứa cũng dây dưa với nhau. Tới hồi mà em thi tốt nghiệp lớp 12 á, còn một tuần nữa em thi, bất giác là em phát hiện được là tình cảm của hai đứa không còn như trước, là chỉ có một mình em là người tiến thôi, còn chị đó là dừng rồi. Cái chị đó mới nói là thi xong đi thì có cái này bất ngờ cho em, thấy cái tuần này là có vấn đề. Em mới nói ủa cái bất ngờ đó là gì vậy? Thì thi xong đi rồi nói, mà nói cái giọng như là chắc chắn là chuyện đó sẽ là chuyện tiêu cực. Giống như là lúc đó là em gần em sụp đổ luôn, em kiểu thất vọng buồn lắm, nhưng mà mình người ta đã như vậy rồi thì mình phải chấp nhận thôi, đâu thể nào kéo người ta đi được nữa. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Mới nói với chị đó là thôi thì có gì thì em nói luôn đi, anh không có sao hết, anh vẫn thi được, anh vẫn làm bài được, thiếu em thì thôi coi như mình bỏ lỡ nhau. Thì lúc đó là chị nó mới hiểu là em đang nói cái gì với nó, là sợ em thi không được, sợ em rớt thốt tốt nghiệp chỉ vì mối quan hệ này. Nhưng mà sợ thì sợ trong lòng, nhưng mà tình cảm thì nó đã dừng ở đó rồi, cũng quyết định là dừng luôn từ lúc đó. Khi mà vừa chia tay xong á, em ốp hết điện thoại, em để ở nhà luôn. Em cầm cái chìa khóa xe và cái bóp tiền, xách cái ba lô em lên. Em chạy từ dưới Bình Chánh, Đa Phước, em chạy lên Vũng Tàu, xong em chạy lên Lâm Đồng. Em chơi, em đi vòng vòng đó, em chơi. Là em đi một mình em. Mà em đi trên xe, đi trên đường á, em nhớ lại kỷ niệm á, nước mắt nó rớt đồng nè. Nghĩa sao là người ta lại như vậy với mình. Đi 2 ngày liền không ngủ luôn. Và 2 ngày hôm sau là nhậu tiếp, đi uống với bạn bè. Còn có 7 tiếng nữa là bắt đầu thi, là bắt đầu bước vô cái trường thi để chuẩn bị thi. Thì mới lật đật mở sách ra, coi đúng 1 tiếng đồng hồ thôi, gấp lại vô trường thi luôn. Vẫn đậu. Đậu với điểm cao không ngờ. Sau cái chuyện chia tay đó thì hai bạn em có liên lạc gì để hỏi thăm nhau? Mãi tầm nửa năm bọn em mới bắt đầu nói chuyện lại với nhau, nhưng mà là bạn bè thôi. Rồi em còn nhớ lại cái mối tình đầu và cái nụ hôn đầu của em không vậy? Nụ hôn đầu của em nhờ bạn đó em không out được. À, cái bạn mà vì bạn đó mà em đi cắt tóc. Mà em quen bạn đó được 4 tháng. Khi mà em cắt tóc rồi thì bạn nó lại chia tay em. Bạn nó thích con gái mà kiểu tomboy chứ không theo kiểu chuyện giới. À, bạn nó sợ đàn ông. À, có nghĩa là bạn đấy là less. Dạ. Khi mà em càng giống đàn ông thì bạn nó càng sợ em. Nên là khi mà em chia tay bạn đó em cũng khóc rất là nhiều. Em quen bạn đó 4 tháng mà em quên bạn đó mất 7 tháng. Còn cái chị mà em quen được 2 năm á, khi mà em chia tay chị đó xong, cứ một tuần là em đi với một người con gái khác để tìm hiểu. Nhưng mà thật ra là không tìm hiểu được ai á. Thật ra họ chỉ là cái người giúp cho em lấp đầy cái khoảng trống, cái khoảng trống. Nhưng mà cái khoảng trống đó lớn lắm em ơi. Rất là lớn. Rất là khó để tìm một cái người mà lấp được cái khoảng trống về cảm xúc đó. Lúc đó thì em có quen một em nhỏ hơn em 1 tuổi. Em đó cũng tốt nhưng mà tính trẻ con quá em lại không chịu được. Tính em là em khi mà em quen được cái chị đó xong em trở nên khó tính. Ai em cũng so sánh với người đó. Em kiểu em không thể chịu nổi được. Giới tính của mẹ nó kiểu như là ủa sao chuyện bé tí gì mà xé ra to vậy? À, chuyện nó đâu có gì đâu. Mà cái em đó lại nói chuyện với mình. Nghĩ sao mình là phận là con trai đúng không? Gọi mình bằng bà rồi sao quen. Con người em rất là nghiêm khắc ở chỗ là cái gì quan trọng em sẽ nhắc nó 3 lần. Mà sau 3 lần còn nhắc nữa em sẽ im luôn. Và từ cái lý do đó sẽ dẫn đến chia tay. Rồi có mấy cái người mà em tìm hiểu sau khi quen cái bạn gái 2 năm đó, bắt đầu gặp họ, em có nghĩ đến mối quan hệ nghiêm túc không? Hay là nó chỉ là em xác định được là chỉ quen chơi rồi. Không nghĩ là em sẽ tìm hiểu những bạn đó luôn. Kiểu lúc đó là bạn bè với nhau xong kiểu thấy thích xong rồi tới. Nhưng mà tới hồi mà mình về mình ngẫm lại mình thấy tình cảm mình nó không có nhích lên được. Sao mình ngồi mình coi lại giới tính á, gia đình hai bên rồi tính tình này kia cũng lại không hợp. Em ra cứ một tuần em lại thay người, cứ một tuần em lại thay người, nhưng mà hay hoài thì cũng chẳng hay. Thật ra thì khi mà bắt đầu nghe mình nói là một tuần mình thay một người á, thì nhiều người ta không hiểu câu chuyện á. Đúng rồi. Người ta thấy mình lăng nhăng quá. Đúng à. Rồi. Nhưng thật ra khi hiểu rồi á, thì những cái người đấy mới bất hạnh nha. Vì họ không có tìm được cái người phù hợp, nên họ cứ tìm hoài. Có nhiều bạn nói em sao mày đa tình quá vậy? Nó không có. Nhả ra người này xong tự nhiên có người khác tới, đâu biết được đâu rồi. Gần đây em có mối tình hiện tại nào không? Có, em quen một chị sinh năm 95 nhưng mà em yêu xa. Chưa bao giờ gặp nhau luôn. Dạ, em đã gặp chị đó rồi. Em với chị đó là học chung một lớp võ và em bắt đầu gặp chị đó hồi năm lên lớp 10. Mà lúc là hai người chỉ là chị em bạn bè chơi chung với nhau thôi. Đúng là mình cũng có thích, nhưng mà kiểu đã chơi với chung với họ chị em rồi mới không quen, là có vấn đề nữa thôi, bỏ. Nhưng sau đó tại sao lại quyết định quen? Buồn quá, rồi nói chuyện nhau những cái đồng cảm, tâm sự đúng không? Rồi đồng cảm là yêu nhau nào không hay. Về nhưng mà khi mà em ví dụ như khi hồi nhỏ đi em biết em như vậy rồi thì cái mối tình mà chớm nở cái thời học sinh rồi đó là chắc chắn là em phải có đúng không? Dạ có. Em kể một xíu cho chị nghe được không? Kiểu năm lớp 9, lúc đó em chưa cắt tóc luôn, em còn để tóc dài. Mối tình nào ta? Trời nhiều quá anh không nhớ được. Anh ơi, đào hoa phải... đào hoa. Đếm trên đầu ngón tay rồi. Không, tại lớp 9 có 2 mối tình lắm. Thôi em kể mối tình đầu tiên luôn á. Nó lạc hả lắm chị? Lạ càng tốt. Kiểu như là em chơi chung với một bạn cũng giống em luôn. Bạn đó cũng để tóc dài, quen một bạn kia. Bạn đó thì em nói chung là bạn B, thì bạn B có một người chị là bạn A đó. Có lần em vô comment bài của bạn B này nè, xong em kiểu là
chị Thảo đồ này kia rồi đó. Cái bạn đó, chị của bạn đó vô chửi chị, em. Chị của bạn em. Chị của cái bạn B này này vô chửi em. Xong cái em kết bạn Facebook, hỏi chửi gì. Cái em nhắn tin 5 phút cái hai đứa quen. Là quen cái chị đó hả? Dạ đúng rồi. À là lớn bao nhiêu tuổi? Dạ nó bằng tuổi em. Nhưng mà kiểu bạn kiểu như là chị họ vay vế trong nhà chị. À nên kêu bằng chị thôi. Dạ. Thì khi mà hai người quen là yêu xa hay là yêu gần? Dạ xa. Yêu xa hả? Vậy có thể chạm tới cái nụ hôn đầu tiên được không? Dạ không. Chưa luôn rồi chị cũng chưa có cái nắm tay và gặp mặt. Dạ chưa luôn. Trời ơi tiếc dữ vậy trời. Rồi tiếp mối tình thứ hai đi em. Dạ là chung trường với em. Là một lần ở gì hai lần là chỉ có hai lần mà em yêu gần, ba lần em yêu gần, còn tất cả còn lại là em yêu xa hết. Như em có tổng cộng bao nhiêu mối tình rồi Hải Đào? Em đếm không hết nữa. Trời ơi, bé nó quá đa tình đi. Ủa nhưng mà cái mối tình thứ hai của em là quen chung trường. Dạ đúng thì rồi. Này có những cái đầu rồi nè. Có những cái đầu tiên rồi nè. Bây giờ em kể sương sương đi. Giờ nắm tay đầu tiên và hôn đầu tiên, cũng như là chở nhau đầu tiên, hẹn hò đầu tiên luôn. Kể hết luôn nha. Rồi tiếp. Trời ơi em không nhớ luôn. Nó ráng nhớ. Nó lâu quá rồi. Ráng nhớ lại đi. Em nhớ là đợt em học thể dục, em thấy bạn đó xinh. Em mới tá hỏa ra bạn đó là em của một bạn mà em đang chơi chung. Mà bạn đó cũng trong cộng đồng LGBT, còn cái em của bạn đó lại là gái thẳng. Ủa nhưng mà bạn đó là lesbian. Dạ đúng rồi. À xong cái em cũng gạ bạn này nè để giới thiệu em gái của nó cho em. Cái hai đứa chơi chung, cái đợt bạn này rủ em gái mà nó đi qua nhà của bồ bạn này chơi, cái em cũng đi theo. Em qua em thấy. Xong cái tự nhiên em của bạn nắm tay của em đi ra đi mua đồ. Cái lúc đó em mới hết hồn, em giật mình. Xong cái thời gian sau đó em trốn học, em đi chơi với bạn này, bị bố mẹ phát hiện. Trời ơi, bố mẹ phát hiện sao nữa? Cái bố mẹ em điện cho cô giáo, hỏi cô giáo dạy thêm của em hỏi là ủa Hải Đăng sao giờ này nó chưa về nữa vậy cô? Ở lại làm bài thêm hả? Ủa đâu có đâu, nay nó xin nghỉ nó đi chùa gì mà. Rồi, xong bố sao? Mẹ mới phát hiện là em nói dối em đi chơi. Rồi sao? Phát hiện có nghĩa là có đi tới tận chỗ để bắt luôn không hay dạ, là không biết chỗ đó đâu, tại vì em vô tới trong xã em chơi là còn nhà em ở ngoài thị trấn. Sau khi bố mẹ em điện chạy vòng kiếm em ở đâu trốn bắt về. Cái chị có một người chị cái biết là bố mẹ em đi kiếm, cái nhắn cho cái bạn này nói là kêu Hải Đăng nó về lẹ, ba mẹ nó đi kiếm quá. Dạ lúc có đó không? Dạ có. Bị đánh nữa? Đợt đó là em bị đánh trật cổ đó chị. Trời em bị đánh mấy lần lận? Trời từ thời điểm bây giờ không, tới bây giờ thì em có không bị quýnh nữa, có năm lớp 9 với lớp 10 là em bị quýnh rồi. Trời ơi, quá nặng nề đi. Nhưng mà sau khi mà em cắt tóc ngắn lên á, thì cái hành trình mà em làm trend guy nó có cái trở ngại gì nữa không? Ngoài ba mẹ ra thì nó còn cái trở ngại gì nữa không? Kiểu như là mặc áo sơ mi trắng đi học á chị. Kiểu bố mẹ em thì không thích em mặc sơ mi nam. Nên là em toàn lén mua, xong bị mẹ phát hiện, mẹ giấu. Xong phải đi mua cái mới nữa. Trời ơi tốn tiền quá mẹ ơi. Ý là mẹ thở mai nhưng mà mẹ lại giấu đồ không cho đi học. Cái mua xong em lén giặt, em đem qua nhà nội em. Cái sáng đi học em chạy qua nhà nội em lấy em mặc. Mà nội cũng thương lắm đúng không? Dạ nội em chỉ có hai đứa cháu nội thôi, nên là nội thương hai đứa cháu nội nhiều. Tiêu chí mà em tìm người yêu của em á thì nó như thế nào? Có nghĩa là hồi nãy giờ chị nghe là những cái mối tình đó là những cái mối tình còn đi học thôi. Thì cái đó là chuyện bình thường thôi, cái thời mới lớn mà. Còn bây giờ khi mà mình lớn lên, mình lên đại học rồi nè, mình sắp là trưởng thành hơn rồi, thì mình có những cái tiêu chí dành cho người yêu như thế nào? Em có thể nói bật mí xíu để coi có ai không? Có thể đúng tiêu chí để em chọn người yêu không? Không, tiêu chí em cũng có rồi chị. Kiểu như thiệt tất cả các mối tình của em luôn đều là người khác chủ động nhắn tin cho em. Em vậy ít luôn khi nào hả? Chủ động lắm. Em lười rep tin nhắn cực kỳ luôn. Em nhắn được tầm 3 câu nhưng mà em mất tích. Nhưng mà em thích người con gái như thế nào? Kiểu như tóc dài hoặc là giọng cute. Cute. Anh Tương có bao nhiêu muốn hỏi bé không? Rồi cho anh hỏi là em đào hoa như vậy thì chắc em cũng hơi sát gái. Ôi trời ơi, anh nói gì vậy? Đúng không? Nghe rất hay sợ quá. Bình thường bạn thì em có mối tình nào ngắn nhất và mối tình nào dài nhất? Mối tình ngắn nhất của em tầm 15-20 phút. Cái đó không phải mối tình nha em? Không. Không nha. Cái đó là cái gì ta? Giao lưu tình cảm hả? Không, lúc đó tụi em quen nhau công khai luôn. Mà tầm 15 phút sau tụi em chia tay. Là xóa luôn hả? Dạ, xóa hết luôn. Mà
Em chia tay vì sao? Vì... bạn đó xin bắt Facebook của em. À, bạn đó muốn kiểm soát. Dạ. Nhưng mà em có cắm sừng người ta không, em sợ? Dạ không. Nhưng không, mà sao tự nhiên sợ? Em không thích. Đúng rồi, em đâu phải là mình phải làm một điều gì đấy sai, mình mới phải sợ một điều vô lý đâu. Tự dưng ai lại đi quản lý một cái người mà mới biết nhau? Mới biết thôi hả? Thì mà đó là cái mối tình này có mấy chục phút mà thì làm sao mà? Thôi. Giảm trừ cho bạn cổ. Rồi khi mà tình cảm của em á, là có bao giờ bị từ chối không? Hay là mình có vẻ ngoài khá là cool nên là các bạn nữ sẽ chấp nhận nó? Có chưa? Có. Vẫn có bị từ chối. Vậy lý do tại sao từ chối em? Kiểu như hồi năm lớp 11 hoặc là ở lớp 10, 11 vậy. Kiểu như em dần em tiếp xúc với TikTok á chị. Nên là em cũng có một phần nào đó, cũng có một lượng follow cũng chỉ tầm mấy chục ngàn follow á. Nên là mấy bạn đó quen em sợ bị nói là theo để kiếm fame này kia. Người ta gọi là bút fame luôn. Dạ đúng rồi. Nên là không thích. Kêu là nhiều người khác kìa, cua người khác đi, đừng cua tao nữa. Đôi khi đó chỉ là một cái lời từ chối mà để dẫn dụ thôi. Có nghĩa là từ chối xem bạn này có đủ tình cảm để tấn công tiếp á. Anh gặp bạn này thấy từ chối, bạn này lười quá, bạn này đi tấn công người khác thật. Nhưng mà em vẫn tấn công bằng đó tiếp, nhưng mà bạn đó vẫn không đồng ý. Mà thường em có bị trêu chọc không? Tại vì thường trend guy á, người ta thường hay bị trêu chọc một câu gì nè: trời ơi, chỉ quen những cái đứa dạng như là xấu xấu, hay là những cái đứa dạng như là thế này thế kia thôi. Là có những cái người bạn mà người ta chăm chích ta nói là có nghĩa ăn, là những cái công kích vậy đó. Sẽ là những cái người kêu như vậy nè: chỉ có một con gái ế mới quen với trend guy. Đúng thôi. Đúng rồi. Không, em không hề bị luôn. Đúng rồi, cái những người đó hay nói vậy đó. Xong rồi, ông Bin nó quyết tâm đó, là cua em đó anh. Nói như thế. Còn em là không bị gì hết. Không bị hả? Không bị nói những cái đó đúng không? Dạ không. Anh nghĩ là do khoảng cách thế hệ đó. Thế hệ của Hải Đăng thì mọi người có cái nhìn cởi mở hơn và văn minh hơn rồi. Còn cái câu đấy thì nó hơi ở cũ kỹ quá. Đúng rồi. Lúc mà xa quá rồi. Cái thời mà nhỏ quá rồi. Còn thời kỳ đồ đá rồi. Rồi em có phải là một cái người gọi là bad boy không? Có nghĩa là quen con gái xong chinh phục được rồi, chán, chia tay. Dạ hình như cũng có. Nhưng mà em ít khi nào mà cua người ta lắm. Tao người ta cua em không mà. Trời đất. Nhưng mà em có thật sự, từ trước tới giờ em có thật sự có tình cảm với một bạn nào mà thật sự luôn là trong lòng em cảm giác là em thương bạn đó? Dạ cũng có tầm 3-4 bạn. 3-4 bạn hả? Dạ. Em xác định luôn là em nhớ bạn đó và em rất rất là muốn nhìn thấy bạn đó, cũng như là muốn bạn đó nhắn tin cho mình. Dạ. Có cái người như vậy không? Dạ có. Em có thể kể sương sương được không? Dạ kể cuối năm lớp 10. Em quen một chị ở trên Bình Chánh. Dạ, em cũng tình cờ quen thôi chứ cũng không biết. Xong cái em nhắn tin với chị đó cũng tầm được 3-4 ngày thì em cua chị đó luôn. Với lại cua trong đêm luôn, mà chị đâu đồng ý luôn. Tụi em quen được 8 tháng. Tại vì sao? Tại vì á, bạn này nè, bạn cua gái quá dễ đi. Nó là mấy bạn gái đồng ý nhanh quá đi. Bạn chưa có bị mà từ chối mà thảm hại. Cho nên là bạn ấy chưa có biết cái sự mất mát của tình yêu như thế nào. Đúng. Người ta cảm thấy cái gì dễ quá thì người ta không quý. Đúng rồi, không có trân trọng nhiều. Cho nên là không, nói chung là chị mong em là em sẽ trân trọng cái tình cảm nó sớm nhất. Tại vì em biết sao không, tình yêu mà mình khi mà mình kiếm được một đối tượng mà mình có cái cảm giác mình yêu người đó và mình đồng hành với người đó là nó là phải là một cái cảm giác nghiêm túc, chứ mình đừng có vạ đầu yêu đó và sau này á mình bị cái tiếng mang cái tiếng gọi là trời ơi cái thằng đó hỏi tao biết hả, hồi xưa nó quen bậy con đó, nó không phải người tốt đâu. Và cái bạn gái của mình cũng sẽ sau này nếu như mình yêu bạn đó thì bạn đó cũng có bị á, cũng bị lung lay, bị sợ với em. Dạ có, người yêu hiện tại của em thì kiểu như em dành hết tình cảm cho bạn đó luôn. Là kiểu như đi đâu hoặc là về nhà hoặc là làm gì em cũng nhắn tin cho bạn đó hết á. Báo cáo. Dạ không phải diện báo cáo mà em sợ bạn đó bị cô đơn á. Em quen người yêu nha. Đó. Em rep 24/24 luôn. Giờ người ta trưởng thành rồi đó, chứ lúc đó là người ta còn trẻ trẻ trâu trâu xíu. Dạ không, hồi xưa em quen ai em cũng rep 24/24 đó. Dạ không có để con đó một mình. Ít khi nào để con đó một mình, trừ khi em ngủ.
Nhưng mà có lúc chán thì nói làm sao với người ta để chia tay? Em toàn để người ta chia tay em. Ủa vậy hả? Dạ. Là có nghĩa là bạn này sẽ ngại nói lời chia tay nhưng ảnh sẽ làm cho người ta chán ảnh, sẽ làm cho người kia chán quá phải buông. Ờ, các mối tình cũ thì em có ấn tượng với cái mối tình nào nhất? Dạ không, em chỉ ấn tượng với cái mối tình hiện tại thôi. Hiện tại thì em kể luôn cho chị nghe. Hiện tại như là hồi 2021 là đúng rồi, 2022 chứ, 2022. Dạ là năm hồi lúc đó là tháng 1 là em có chia tay bạn đó một lần rồi. Xong cái hồi như là em nhớ như in luôn là ngày 31 tháng 12 mà cuối là 00:00 sắp qua năm 2022 chị. Em nhắn tin em chúc mừng và chúc phúc bạn đó là gì sớm hạnh phúc nha. Cái bạn đó cũng dạ, cái hai đứa nhắn tin một tháng trời, xong cái hai đứa quay lại chúc hạnh phúc chi vậy? Em cũng biết, tự nhiên trong đầu em lé ra cái em phải, em thích bạn này quá rồi. Mà hồi trước em không biết trân trọng, em lúc đó bạn nó cua em luôn, bạn nó cua em cũng có ý định là em cũng thích bạn này nữa, em cũng cua bạn đó lại nữa, nhưng mà em là người nói lời tỏ tình bạn đó. Xong cái em quen bạn đó được 2 tuần, em cảm thấy trong đầu em kiểu như là vẫn còn vương vấn người cũ, em không quên được cái cảm giác mà trước đây người cũ đá em á chị. Cái tính của em hơi bị trẻ con á chị, thế em sợ bạn này sau này nó cũng sẽ giống như vậy, bạn đó cũng không thích cái tính trẻ con, nên là em chủ động em chia tay bạn đó. Xong cái chia tay được 3 tháng, 2 tháng gì đó, em tới ngày cái sắp qua năm mới, em chúc một phút bạn đó một cái, em nhắn tin với bạn đó rồi em gạ bạn đó này kia. Xong một tháng trời hai đứa quay lại, nhắn tin liên tục tháng. Trong khoảng thời gian mà hai bạn chia tay vậy, bạn kia có quen ai không? Em không biết, ý không là biết em cũng hả? Không quan trọng, không xâm phạm trọng tư của bạn đó nhiều. Là cái bạn là bạn hiện tại luôn? Dạ đúng rồi. Chúc cho em hai em hạnh phúc nha, và sẽ hiểu nhau nhiều hơn nữa. Và cho chị hỏi là cái phản ứng của bạn gái khi mà em nói là chia tay đột ngột với bạn ấy như vậy á? Bạn nói, chị trả lời, anh chắc chưa? Anh chắc là anh muốn chia tay chưa? Rồi sao em trả lời sao? Là, anh chắc rồi, tại vì bây giờ trong thời gian này thì anh không ổn định lại được tâm lý đâu. Tại vì anh sợ em cũng giống như những người trước, nên là dừng lại đi. Cái bạn nói, ok vậy em chấp nhận. Xong cái hai đứa vẫn nhắn tin 1-2 ngày mà chia tay bạn đó, em không xóa biệt danh, không xóa cái gì hết luôn. Vẫn để đầy đủ tin nhắn còn yêu nguyên luôn. Nhưng mà anh nghĩ là khi mà người ta đã không xóa nữa, có nghĩa là người ta không cần tình cảm đó nữa. Cái nhà anh nghĩ vậy á. Chứ nếu như Hải đang còn tình cảm với bạn đó thì sẽ rất là buồn khi đọc lại những cái tin nhắn đó hay là nhìn những hình ảnh đó, và sẽ tìm cách để xóa nó đi á. Anh nghĩ vậy. Nhưng mà hai bạn đã quay lại và mối tình hiện tại luôn rồi, thì chắc em nghĩ là cái đó là một cái mà bạn muốn giữ để làm kỷ niệm. Thì vô tình là, thì tại cái anh này anh cũng thương cô đó, anh chúc cô đó, thì rõ ràng hai người nhắn tin qua lại, hai người có tình cảm lại với nhau, thì rõ ràng hai người không bỏ nhau được. Không, bạn đó lúc đầu vẫn chưa có tình cảm với em. Vậy hả? Cua lại từ đầu hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, em cực ghê chưa em? 2 lần em cực ghê chưa? Dạ không, lúc đầu là bạn đó chủ động nhắn tin cho em. Bạn đó hỏi em là anh là con gái đúng không? Tại vì em nói nè, em sợ anh buồn nên là có gì cho em xin lỗi. Bạn đó cũng biết em là tomboy rồi. Bạn đó biết em từ hồi lúc mà em mới chơi TikTok là tầm năm 2020. Là bạn đó biết em, xong 2021 đó nhắn tin cho em. 2022 tụi em quen nhau. Bạn gái, cái người bạn gái hiện tại mà em quen á, là người duy nhất em công khai trên trên mạng xã hội cũng như là gia đình, hay là đã có những bạn khác rồi? Dạ, bạn đó là người đầu tiên em công khai. Đầu tiên luôn? Dạ. Còn mấy gia đình kia, em biết luôn đúng không? Dạ, mấy bạn kia em vẫn công khai bình thường, nhưng mà gia đình em chắc cũng biết mà không ai nói gì. Còn bạn này thì mẹ em đặc biệt quan tâm. Giữa hai bạn thì có cái biến cố gì nó nặng nề mà để cho em phải nhớ không? Phải, nói chung là phải nhớ và trải qua để mình không có bị vướng mắc cái biến cố nữa. Dạ không, kiểu như bạn này quan tâm em. Quan tâm một cách đặc biệt luôn. Là kiểu như em bị một chút xíu nhỏ, bạn ấy cũng lo và bạn ấy sốt sắng hỏi em có sao sao này kia không. Nên là em cũng dần dần cảm nhận được cái em yêu bạn từ hồi lúc mà em có tình cảm thực sự với bạn, từ hồi là lúc em cua lại bạn luôn.
Và khi mà hai bạn quen nhau á, thì cho chị hỏi luôn là hai bạn quen là quen gần đúng không? Dạ xa. Xa hả? Dạ. Xa thì cũng hơi hơi khó gặp ha. Dạ. Ở đâu lận mà xa? Dạ ở Phú Yên. Ờ Phú Yên xa thiệt nha. Xa thiệt, chị tưởng đâu Củ Chi Hóc Môn mà em ở đâu quận nhất hay gì thì cũng không tới tới nổi. Dạ. Nhưng mà ở đó thì xa thiệt. Vậy cho hỏi là bao lâu hai bạn gặp nhau một lần? Dạ hồi lúc trước khi mà em còn học 12 thì nửa năm lận tụi em mới gặp nhau một lần. Sau khi mà em lên Sài Gòn thì tầm một tháng hoặc là mấy tuần gì đó em rảnh thì em ra chơi với bạn. Ồ, gặp nhau rồi đi chơi bạn bè rồi lúc đó là chắc cũng thích dữ ha. Rồi dạ. Có một cái kỷ niệm nào đó mà em đi chơi với bạn đó mà em nhớ không? Em đi chơi với bạn đó nhiều lắm. Em nhớ nhất là cái lần đầu tiên em ra gặp bạn đó. Ừ. Bạn đó cho em ở Vincom đợi 3 tiếng đồng hồ. Trời ơi, chắc đợi bạn make up á. Dạ đúng rồi, đợi bạn make up xong rồi kiểu nói là từ nhà em có đám, anh đợi em xíu, em ra liền. Ra tới 3 giờ chiều của nó mới ra tới. Mà trong khi đó hẹn em là 1 giờ đi. 1 giờ em ra tới là 12 giờ. Tại em sợ bạn không gặp, không biết em ở đâu. Ừ. Là ra sớm em đón bạn. Ừ. Cái bạn cho em 3 giờ. Em đứng ngay cầu thang em đợi bạn luôn. Bạn vừa thấy em bạn chạy. Chạy ra? Không, bạn chạy trốn. Chạy trốn sao chạy trốn vậy? Em chưa tô son nữa, anh đứng đây anh đợi em làm gì vậy? Đầu tóc em chưa buộc nữa. Cái dẫn con đó lên nhà vệ sinh của Vincom để đợi bạn đó trang điểm được rồi hai đứa mua vé xem phim và xem phim. À, xem phim ở đó. Dạ. À, còn cái kỷ niệm nào đáng nhớ nữa không? Ngoài xem phim ra là lần đầu tiên rồi. Dạ, kiểu như sinh nhật bạn. Là sinh nhật bạn kiểu trời mưa tầm tã. Em chở bạn từ trong thành phố để về cái chỗ mà bạn tổ chức sinh nhật. Ừ. Xong ngồi ở đó đợi bạn cái nữa. Cái tình cảm đợi á. Tỉnh dậy, tỉnh táo lên. Được. Kệ. À, khi mà gặp nhau đi chơi như vậy á, không biết là ba mẹ của mình á, ba mẹ của em á có biết là em đi chơi với bạn đó hay không? Tại vì khi mà con của mình đi ra khỏi nhà mà đi quá dài ngày là qua đêm thôi là cảm thấy là lo rồi đó. Lần đầu tiên em ra Phú Yên, bị thằng em của em mách lẻo, nó là gì nó con với em xong nó hai Phú Yên hả? Bị mẹ em nghe thấy. Mẹ em, tao hả? Lấy điện thoại điện em. Mày đang đâu? Mày khai thiệt tao đi. Lẹ, có tiền về không? Con đang ở Sài Gòn nè, có clip đang đi bộ Phú Yên bộ. Mà cái clip đó em quay từ hồi em lên Sài Gòn, em đi thi đánh giá để thi đại học. Dạ. Xong cái em quay, em gửi cái đó cho mẹ em đó. Ờ vậy được. Mày về đúng không? Cái đó là clip xạo đúng không? Dạ, chứ đúng còn ví dụ như những cái clip mà những cái clip mà thiệt thì em đâu có đăng. Dạ không, em không có đăng. Nhưng em về em lóc sạch bố mẹ em trên Facebook. Trời ơi, nhưng mà còn người thân em ơi, còn bạn bè nữa, người dạ, thân. Bạn bè em thì người thân biết, còn người thân không ai kết bạn Facebook với em chứ. Vậy hả? Em không cho ai ấy luôn, dạ, chỉ là chế độ bạn bè thôi. Dạ không, công khai luôn. Công khai luôn mà hả? Mà không ai tìm ra nick Facebook em chứ. Hay dữ ha. Chắc để cái tên cũng bí ẩn lắm đó. Dạ không, để tên thiệt luôn. Ủa vậy luôn hả? Dạ. Không ai thèm kiếm. Dạ không. À, cho chị hỏi nha, cái phản ứng của ba mẹ của em khi mà nhận được cái clip đó thì ba mẹ em nói cái gì? Có đợt em ra Phú Yên hồi gần đây, em dẫn bạn đi chơi xong cái em tranh thủ em về Sài Gòn em mới gửi cái clip em đi chơi với bạn đó cho ba mẹ em coi đấy. Em gửi cho mẹ em xin không nói gì chứ mà quay qua nói với em nó mới gửi hình nói với bộ tao cho tao coi nè, hai con điên đi đâu vậy? Còn ba em thì nói em gửi ba hỏi dễ thương bà, hai con điên xong hết. Vậy là ba hỏi dễ thương bà hả? Em hỏi ba là dễ thương không ba, xong cái ba dễ trả thương là... ba trả lời tưởng đâu ba hỏi mẹ dễ thương bà chứ. Ok, ấn tượng đầu tiên với người yêu của em á, ấn tượng đầu tiên mà em dành cho người yêu hiện tại của em là đặc điểm là gì? Bạn ấy nhỏ con, với lại lúc mà mới gặp em bạn ấy nói chuyện nhỏ nhẹ với lại cái giọng nó rất là ấm luôn. Giọng ấm lắm hả? Dạ, hát hay nữa. Trời ơi, hát hay nữa hả? Dạ. Không biết bạn ấy hát hay, giọng nói hay lắm. Dạ đúng rồi, kiểu nhìn bạn nó trông nhỏ nhỏ nhìn xinh lắm chị. À, nhìn muốn che chở đúng không? Dạ đúng rồi. À, thì ban đầu á thì thường là con gái người ta quen người ta sẽ nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Dạ.
Dạ đúng rồi. Sẽ nói chuyện rất là ve vuốt. Nhưng mà khi mà hai em đã quen được một thời gian rồi, bạn có lộ những cái tính xấu ra thật sự không? Dạ không, bạn ấy vẫn, cái giọng bạn ấy vẫn rất là nhẹ nhàng. Ồ vậy hả? Dạ. Y chang vậy luôn hả? Dạ đúng rồi. Nhưng là tại do yêu xa. Dạ lúc gặp bạn ấy cái giọng ấy cũng rất nhẹ nhàng. Đâu thử học xong đại học hai người thử tiến tới ở chung thử coi coi như nào. Dạ lần nào em ra đó thì bạn cũng ở chung với em hết trơn. Vậy hả? Dạ. Bạn chỉ chửi khoảng... em một cái tính thôi. Sao anh ở sơ quá vậy? Cái phòng anh như cái chuồng heo, anh không chịu dọn. Ê da, anh có cái tính đấy luôn. Thế là không phải ở dơ mà là bừa bộn. Người ngợm vẫn rất là hay tắm, rất là thơm tho. Dạ, nhưng mà cái phòng thì quần áo của em về em dục tùm lum. Đúng vậy. Đúng vậy. Em với bạn gái em có cái lần nào mà cãi nhau lớn hay là lớn không? Sùm chị bùm bùm. Dạ, có. Cũng có nhiều. Nhiều luôn chứ không phải là... Kể một cái mà em ấn tượng á, cái lần cãi nhau đó mà Thiếu Điều muốn rã luôn á. Dạ, hình như là tụi em cãi nhau lần nào cũng rã chứ không chị? Thôi, cãi nhau dữ dội gì luôn á hả? Dạ, đúng rồi, tại tính của bạn đó thì muốn tất cả mọi thứ đều phải hoàn toàn là... Ngăn nắp gọn gàng. Ngăn nắp gọn gàng. Không phải gọn gàng, cái sao tất sao? Hoàn phải... hảo hả? À, dạ, hoàn hảo, tỉ mỉ hết luôn. Còn em thì kiểu em làm nó hời hợt á. Dạ, với lại... sao ta? Hồi đợt em đưa bạn đó đi học, xong em kêu bạn đó là đừng có nhắn tin như này nữa, anh nhìn nó biết là nó không tốt đâu. Và bạn đó vẫn nhắn, xong bị em phát hiện được. Bạn đó đưa máy cho em mà cái máy bạn em vẫn còn giữ ạc của bạn đó, kêu bạn đó chưa kịp đăng xuất ra vậy. Xong em thấy được, em kêu là em về em cãi nhau lúc đầu trên xe mà nó còn. Nhưng mà bạn đó nhắn tin theo kiểu bạn bè hay là theo kiểu... Dạ kiểu bạn bè mà em kêu là em không thích. Em không thích mình yêu nhắn gì với con trai khác mà kiểu rồi còn gửi hình này kia nên là em cũng không thích cho lắm. Nên là em kêu là em đừng nhắn gì nữa nha, anh không thích đâu. Cái vẫn đó trên xe nó xin lỗi đồ này kia, em không trả lời luôn. Em chạy xe một mạch về thẳng phòng em. Cái bạn đó vừa về tới phòng em quăng điện thoại đó, bạn nó leo lên giường nó nằm im nó bấm điện thoại của nó không làm không có nghe gì tới em chưa. Xong em sùng máu lên em cãi nhau với bạn đó. Đợt không biết lần đó em cái lực của em nó mạnh quá, kéo tay bạn cái làm đỏ tay bạn cũng xin lỗi ngược lại. Lần đó em cũng đổi chia tay mà nó là đi ăn lần cuối đi rồi chia tay mà. Đi ăn lần cuối xong về rồi làm lành luôn. Dạ đúng rồi. Không được ăn luôn. Cho anh hỏi là có bao giờ mà em phải ghen tuông với nhau đến mức xô xát không? Dạ có. Nhưng mà bình thường là bạn em với bạn nó toàn ghen tuông kiểu lúc mà em về thì bạn nó mới bắt đầu ghen. Còn em thì kiểu em bình thường lắm, em ít khi nào ghen lắm. Trừ trường hợp mà em thấy nó quá sức chịu đựng của em thì em mới bắt đầu em làm lớn chuyện lên. Em thì vẫn chưa come out thẳng với gia đình. Và ba mẹ cũng chưa nói một cái lời chấp nhận hoặc là nói là ba mẹ biết rồi mà con hãy cố gắng sống tốt gì hết. Mẹ mà chỉ im lặng để coi coi em như thế nào thôi. Thì nhân tiện chương trình ở đây, không biết là em có muốn gửi cái lời một cái lời nào đó từ tận đáy lòng của em dành cho ba mẹ của em. Kiểu như em chỉ muốn gửi tới lời xin lỗi tới bố mẹ em. Em nhìn camera thẳng trực diện để em nói với ba mẹ em nha. Dạ vâng. Em nói là con xin lỗi bố mẹ vì không thể sống được như những gì mà bố mẹ muốn. Nên là con cố gắng con hoàn thiện bản thân hơn để giúp cho bố mẹ có cuộc sống tốt hơn. Em có hứa hẹn gì với bố mẹ không? Dạ không. Em chỉ hứa sau này em có thể kiếm được thật nhiều tiền để em lo được cho bố mẹ. Cho anh hỏi nhé, ví dụ như là em đã trải qua rất là nhiều mối tình. Dạ. Với rất nhiều các cô gái, thì cái cô gái hiện tại của em á, có gì khác với các cô gái khác để mà có thể níu em lại và em toàn tâm toàn ý trong mối tình này? Dạ, em từng buộc mất bạn đó một lần rồi, nên là em không mất bạn đó thêm một lần nào nữa. Với lại bạn đó có một cái cảm giác kiểu như em ở bên bạn đó thì em đỡ, em kiểu em ở trên Sài Gòn thì em vừa học vừa làm nên là nó mệt lắm. Nên là mỗi lần mà em có thời gian rảnh em ra bạn đó thì bạn đó cứ ôm em vào, nói là không sao hết, anh mệt rồi, ở đây có em rồi, anh cứ miệng thoải mái mà chia sẻ hết với em. Là bạn đó chủ động lắng nghe những cái gì mà em nói về bạn đó, rồi tìm cách dỗ
làm vui em lên rồi dỗ dành em này kia. Thường thì em khoảng bao nhiêu lần thì em bay ra một lần? Bao nhiêu lâu thì em bay ra một lần? Em hứng là em bay ra, có được. Em bay ra bất ngờ cái em nói với bạn đó là mai có shipper gọi tới để giao đồ cho em nha. Em lấy số điện thoại thật của em gọi cho bạn đó mà bạn đó vẫn không biết đó là em. Em mới giả danh shipper luôn. Em giao. Không có luôn số hả? Bạn đó luôn số nhưng mà bạn đó đổi máy á chị. Nên là nó bị mất cái thông tin á. Bạn đó em nhắn tin là em có đơn hàng nè, bây giờ em ra nhận đi, nhà em ở đâu? Cái bạn đó đưa địa chỉ cho em, kêu em chạy tới đó. Em cũng chạy tới nhưng mà em chạy lạc đường nên là chị đứng ở trong cái bạn đó thì ở cái ngã thứ ba, còn em ở đứng ngã thứ nhất thôi. Nên là chưa biết được nhà bạn đó mà bạn đó vẫn cố chấp biết em là shipper. Cái bạn gái hiện tại là em cảm giác là bạn này có một cái sự bao dung cũng như là cái sự chia sẻ với em để làm cho em cảm thấy là bản thân mình nó tốt lên. Và dạ, nó an toàn hơn đúng không? Dạ, cho nên bạn đó là người kéo em từ những cái mà cuộc ăn chơi ra khỏi. Bọn nó ăn chơi lắm hả? Dạ, có. Kể xương xương nữa được không? Rồi lúc dịch, đúng rồi, vừa thả cửa ra luôn. Em rủ ba thằng bạn thân của em xuống dưới gầm cầu nhậu. Dạ, là một lần. Xong cái lần sau nữa là em bắt đầu tối nọ em cũng đi tới 11, 12 giờ đêm em mới về. Đi một đâu? Là đi uống cà phê hoặc là hai là vừa uống xong cái nó hút em lên xe chở em vào quán nhậu luôn. Xong rồi lúc đó em cũng tập tành hút thuốc đồ này kia nhiều lắm. Bé một thuốc nữa. Dạ, nó năm 12 rồi. Giờ còn hút không? Dạ còn ít. Ít thôi. Rồi anh có muốn hỏi bạn gì nữa không nè? Cái câu chuyện nhậu. Em có thể kể về cái mối tình cũ mà em ấn tượng được không? Cái mối tình đó nó hơi bị mất, nó hơi kiểu như nó rườm rà mà nó rắc rối. Giờ em còn mắc cười cái câu chuyện đó luôn. Okay. Kiểu như là em quen một bạn là ở gần cùng trường cấp 2 học là lúc đó em lớp 10, bạn đó học lớp 9. Bạn đó thích em, xong cái bạn đó xin info em cô từ một người chị. Xong cái nhắn tin cái hai đứa quen nhau. Sau này cái một bạn ở Phú Quốc, bạn đó biết em lâu lắm rồi, biết em từ hồi năm em học lớp 7, lớp 8 gì á. Xong cái bạn đó nhắn tin ngược lại với em, nói là thích em đồ này kia. Rồi bạn đó ở Phú Quốc. Xong cái em đồng ý quen bạn ở Phú Quốc. Là quen một lúc hai người. Một lúc hai người hả? Dạ, đúng rồi. Ông quá bét rồi ông ơi. Nhưng mà em quen chưa được một ngày nó bị phát hiện rồi chị. Là bị phát hiện là các bạn hiện bạn gần em hiện. Cái chị của em phát hiện đưa cho các bạn ở gần cùng trường coi. À là bị dạ đúng rồi. Bị vạch trần hả? Dạ đúng rồi. Xong cái em chia tay bạn ở Phú Quốc. Bạn Phú Quốc nhắn tin với em là giờ em không quan trọng gì hết. Anh bỏ bạn đó thì em vẫn ở lại với anh. Nhưng mà em bỏ bạn này. Em quay qua em bỏ cái bạn trong trường. Không, bỏ bạn ở Phú Quốc, em quen cái bạn cùng trường. Quen cùng trường. Dạ. Thì quen được khoảng bao lâu hay đứa chia tay? Em cũng nhớ. Nó nhanh lắm chị. Trời, cái mối tình của em chị nói thiệt luôn. Chắc nó chỉ chớm nở rồi nó chóng tàn thôi chứ nó. Nhưng mà chị mong là cái mối tình hiện tại của em, khi mà em đã tìm được một cái người em ưng ý rồi á, thì hai bạn sẽ đi đến cái con đường xa hơn, dài hơn. Dạ. Cũng có thể là sau này hai bạn sẽ kết duyên với nhau và sống với nhau cả đời luôn. Dạ. Cố gắng lên. Em muốn mà sao em sẽ được thôi không? Em cứ hướng tới nó và em tin chắc là như vậy thì nó sẽ là như vậy. Dạ đúng rồi, em cố gắng lắm. Nhưng mà lâu lâu cái cũng có chuyện hai đứa cãi nhau. Quan trọng là cái khúc đó, mình nắm tay mình vượt qua được mấy cái đó thì nó quá ok. Nhưng mà quan trọng là cũng đừng có nóng giận để làm xô xát, để làm đau bạn gái của mình. Dạ em cố kiềm lắm nhưng mà bạn đó càng cãi em càng cãi hăng hơn được. Cố gắng, nếu mà được luôn thì mình im lặng luôn, không nói gì luôn. Để mình ra chỗ khác luôn. Để cho mình thoải mái xong rồi mình vô mình nói chuyện nhỏ nhẹ lại với bạn ấy thì cả hai chị nghĩ sẽ bền hơn. Dạ, kiểu em tụi em chỉ cãi nhau qua mạng thôi. Có dự định tương lai gì không? Dạ, dự định tương lai của em thì em tính học xong đại học. Hiện tại em đang học đại học gì? Dạ, em học đại học Hữu Thiết. Em học chuyên ngành gì? Dạ, em học chuyên ngành quan hệ công chúng nhưng mà em muốn sang năm 2 em phải đổi ngành truyền thông.
Ok, em cứ đi theo cái hướng mà em thích thôi. Dạ. Và chị nghĩ là tuổi của em á, nó có rất là nhiều cái nhiệt huyết, cho nên nếu mà em chọn cái gì đó thì em cứ cố gắng mà tiến tới nó thì em sẽ chạm tới thành công. Dạ. Một đường thôi nha, chọn một đường thôi, đừng chọn rẽ nhánh nhiều quá nha. Em còn tính rẽ nhánh ra thêm chụp ảnh đồ này kia. Đầu tiên thì em nên chọn cái gì đó mà em cảm thấy là trong khả năng em làm được trước cái đã. Dạ. Chị chúc cho em là em sẽ có một cái bước ngoặt tương lai thật là tốt đẹp ha, và tươi sáng hơn. Dạ. Cũng như là con đường học vấn của em sẽ thành công, và chuyện tình cảm hai bên sẽ hạnh phúc hơn. Và thông qua cái chương trình này thì Tú Tri cũng muốn gửi lời đến phụ huynh của phụ huynh của Hải Đăng, của bạn, đó là mong là cô chú sẽ thông cảm và hiểu cho bạn, bởi vì sinh ra trong một cái hình hài là nữ nhưng mà tâm hồn của bạn ấy là nam. Không ai muốn bản thân mình như vậy cả, nhưng mà cái đó là một cái nói về thiên phú rồi, nói về trời đã cho như vậy rồi thì mình chấp nhận và mình hãy đón nhận nó. Bạn sẽ là một người tốt, sau này bạn sẽ làm những điều tốt để bạn chứng minh là con là người tốt, con là người có ích cho xã hội, con không làm việc gì xấu cả. Nên ba mẹ hãy ủng hộ bạn nha, và bạn sẽ phát triển hơn nếu như ba mẹ có thể ủng hộ và để cho bạn tự tin hơn trong cuộc sống này. Dạ. Rồi, cảm ơn em đã đến với chương trình Come Out ngày hôm nay nha. Chị chúc cho em luôn thật là dồi dào năng lượng và tràn đầy sức khỏe. Yeah.